Đi mấy lần rồi? Đi lần trước đi có 18 ngày. Lần trước đi có 18 ngày thôi hả? Dạ, lần này nó đi, nó nói đi luôn rồi. Ngon chứ, em bè mày đừng kiếm tao hả? Mày đừng kiếm tao nữa. Tao gì với mày đâu. Dạ rồi, hiệp sĩ Nguyễn Thành Dương xin mến chào quý cô bác, anh chị và các bạn. Dạ trong những ngày gần đây anh em xin Dương phải nói ghi nhận rất nhiều các cô, các chú, các anh chị phải nói là ở tất cả những tỉnh, phải nói vô cùng rất xa. Rất nhiều người từ phía miền Trung, phía miền Bắc, phải nói là miền Tây, để về đây mong muốn nhờ anh em xin Dương tìm người thân. Đây tiếp tục một câu chuyện tiếp theo, khoảng một anh trai hiện nay đang sinh sống ở một nơi rất xa, để về đây mong muốn nhờ anh em xin Dương hình đăng tìm thì vợ. Dạ câu chuyện là kính mời cô chú chị bạn tiếp tục theo dõi hết video này. Dạ xin chào anh trai nhé. Dạ. Anh cho biết là anh tên gì? Dạ, tên Tùng. Danh Tùng hả? Dạ. Anh Tùng quê ở đâu? Em quê Kiên Giang. Mình là người dân tộc Khmer. À, người Khmer hả? Dạ. Danh Tùng. Anh dạ. Tùng nhiêu tuổi rồi? Năm nay em 43. 43 hả? 43 là sinh năm mấy? Sinh 92. 82 hả? 82 42 thôi. 42, 43. Tuổi Tuất đúng không? Dạ đúng rồi. Danh Tùng. Dạ. Quê Kiên Giang. Dạ. Anh Tùng cho biết là hiện nay là anh về đây nhờ anh em ở trên Dương tìm ai? Tìm vợ em. Vợ tên là gì? Dạ em tên là The Hòn. Nó bỏ nhà. Vợ tên là The hả? Dạ Thị Hòn. Thị Hoàng hả? Dạ Hòn Đá. Hòn à dạ. Hòn. Vợ anh nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay cũng 39 nè. 39 tuổi hả? Dạ. Hai vợ chồng mình có đăng ký kết hôn không? Dạ có anh. Ủa, anh được mấy người con rồi? Hai đứa ạ. Trai gái? Cha hai thằng trai anh. Hai người trai hả? Dạ. Con anh nhiêu tuổi rồi? Con nay cũng vô học lớp 12 anh. Ồ, con dạ. Lớn rồi hả? Dạ. Một bé nó học lớp mấy? Một bé là học lớp 3. Ủa nhỏ vậy? Dạ, cách nhau cũng hơi lâu anh. Ồ, mình sinh thêm hả? Dạ. Ồ. Anh... Không, cái đó là hai vợ chồng em là phối hợp đúng không? Phối hợp nhịp nhàng hả? Dạ. Ồ, mình phối hợp hay đấy. Kế hoạch tốt. Dạ. Anh Trâm hỏi hiện nay anh Tùng hả? Anh đang làm công việc gì? Em làm công ty. Làm xí nghiệp hả? Công ty gỗ ở Bình Dương. Ồ, mình quê Kiên Giang. Dạ. Bây giờ em lên đây làm nghiệp. Ồ. Hai vợ chồng bây giờ vợ em dặn em nó bỏ đi. Vợ giận anh bỏ đi hả? Dạ bỏ. Vậy đi. Là hai vợ chồng anh ở chung hả? Dạ ở chung hiện tại, ở chung nó bỏ đi rồi. Ở chung tại Bình Dương? Dạ. Ồ. Lên đây lập nghiệp rồi nó dặn em nó bỏ đi. Ừ. Rồi cách đây cũng gần 2 tháng rồi. Thì ồ. Rồi 17 ngày 17 tháng 7. Ồ giờ gần 17 tháng 9 rồi. Gần dạ, rồi. Dạ gần 2 tháng rồi. Ừ. Vậy là các con anh ở đâu? Con ở dưới quê rồi. À, con gửi ở gia đình ở quê hả? Dạ. Hai vợ chồng anh là đều làm công ty hả? Dạ, đúng rồi. Chung công ty không? Chung công ty rồi chung một khâu luôn. Ồ, vậy là thuận tiện đó. Dạ, rồi nói em vợ bên công ty mà nó ép sản lượng em tàu khó đó, ép sản lượng em. Tàu khó hả? Dạ, tàu khó ép sản lượng đúng không? Dạ, rồi em kêu vợ em nghỉ. Rồi nói, giờ em nói làm ở đâu rồi không có không được. Bây giờ em đi làm cho khách, anh đi làm cho khách. Rồi nó nói vậy rồi em năn nỉ vợ em. Năn nỉ mình đi làm chung đi em. Bây giờ làm công ty đó không được, mình đi cho khách. Giờ đi vậy rồi, bữa đó em đi ca đêm. Đi ca đêm em buồn ngủ quá, tầm ở 11 giờ cái gì đó. Rồi coi nó hết cả, nó bỏ trốn rồi. Trốn luôn hả? Dạ. Trốn 12 giờ đêm luôn hả? Không, chắc sáng. Mấy giờ sáng? 11, tầm cỡ 11 giờ mấy đó. 11 giờ là nửa đêm thôi. Không, em đi ca đêm rồi giờ về ngủ hả? Về ngủ sáng lên á, tầm giờ này nha. Ừ. Thế mà mấy giờ vợ anh bỏ trốn? Dạ, em ngủ quên. Không biết mấy giờ luôn. Dạ, tầm cỡ em ngủ đâu rồi, cỡ 10 giờ mấy em mới ngủ, em bị vậy em đi ca đêm á. Ồ. Sáng lên giờ này xin nghỉ công ty đó rồi em vô. Rồi. Vô dứt chay thôi vậy đó. Anh Tùng chấm hỏi này. Cái người mà làm mà ép anh ấy. Dạ. Ép sản lượng đúng không? Gọi là ép để làm nhiều đúng không? Dạ đúng rồi. Cái người đó có quen với vợ anh không?
Dạ không. Mình là người đó trai hay gái? Người đó trai. Trai hả? Dạ. Anh có thấy là người đó nói chuyện với vợ anh bao giờ không? Cũng nói chuyện bình thường thôi. Vợ anh có nói chuyện thân mật với người ta không? Dạ cũng có ngay cái vụ mình đi làm công nhân mình phải nể người ta vậy đấy. Mình phải nể người ta, mình nói thân vậy đấy anh. Hai vợ chồng anh về Bình Dương để làm việc lâu chưa? Dạ em cũng lên gần 8 năm rồi. Hai vợ chồng lương cao không? Lương nhiều tiền không? Dạ, hiện tại lúc em làm công ty đó cũng được 13 triệu mấy anh. Ủa, cao đó. Một hai vợ chồng em là cũng được thu hoạch cũng cũng khá khá. Là 20 không? Dạ, 27 mấy anh. Ôi giời ơi, quá cao rồi, mình không chịu khó. Dạ. Nhưng mà chắc người ta ép mình làm mệt quá hả? Dạ. Nhưng mà người ta ép sản lượng như vậy mình càng làm nhiều tiền thì sao? Không phải ép sản lượng cái vụ. Ép sản lượng đó cái vụ tờ trưởng bữa đó là ghi sản lượng rồi. Nó mua trên sản lượng đó rồi. Nó tăng cho sản lượng cho em. Nó làm cái sản lượng đó thì mới được gì. Sao mình không nói chuyện nhẹ nhàng? Bây giờ tôi mệt quá rồi, vợ ốm con đau. Đến giờ trễ rồi, tôi cố gắng hết sức rồi. Em cũng năn nỉ anh nói vậy rồi em chị mày... em không có nói gì, anh chỉ cử với anh rồi em sáng lên hai vợ chồng em viết đơn xin thôi việc đó. Hai vợ chồng đồng lòng quá hả? Dạ. Anh Tùng cho em hỏi là hai vợ chồng mình là có yêu thương nhau không? Dạ có, em thương vợ em nhiều lắm. Thì mình có giận vợ bao giờ không? Có giận thì giận, em cũng giận. Có là giận thì giận mà thương thì thương đúng không? Dạ đúng rồi. Ồ. Mình có bao giờ ra tay ra chân với vợ không? Dạ không. Mình có nhậu nhẹt say xỉn không? Có nhậu thì dạ, hai vợ chồng em nhậu bình thường nữa. Hai vợ chồng nhậu chung hả? Dạ đúng rồi. Cái hai... có bạn bè đi vậy qua học em chơi cái nhậu thì nhậu chung chứ không có gì á. Bạn bè qua nhậu là trai hay gái? Vậy vậy cái vụ bạn bè bà con chú bác không rồi. À. Chứ không có ai xa. Người quen hả? Dạ chú bác. Vợ anh ấy hàng tháng đi làm về, hai vợ chồng có tiền này mình có kể chuyện có đến là tháng này mình cố gắng không? Dạ có. Tiền ai giữ? Tiền cái gì? Cái vụ bắn qua cho bà và vợ mua sắm vàng gì đó rồi. Ủa? Dạ cái vụ em còn dư nhiêu đó để tiêu xài hàng tháng đủ thôi. Anh làm bao nhiêu anh đưa vợ đúng không? Dạ. Vợ đã bắn cho mẹ vợ đúng không? Dạ. Mẹ vợ mua vàng và giữ dùng đúng không? À để dành cho hai vợ chồng em. Ồ, đến giờ phút này mình có biết là được nhiêu không? Dạ em hiện tại em còn dư mấy cây rồi còn trước đó thì em xây dở các căn nhà cửa xong hết cho người. Ồ, có nhà rồi hả? Dạ. Giỏi vậy, nhà to không? Dạ nhà em hiện tại có 140 mấy mét vuông anh. Ôi giời ơi, nhà to đó. Vậy là các con anh đang ở căn nhà đó? Dạ. Vậy là quá giỏi rồi. Dạ. Thế là vợ anh là có bao giờ là bỏ nhà đi không? Dạ em... Đi mấy lần rồi? Đi có 18 ngày à. Lần trước đi có 18 ngày thôi hả? Dạ. Lần này nó đi, nó nói đi luôn rồi. Nó không chứ, em bè em... Mày đừng kiếm tao nữa. Mày đừng kiếm tao nữa. Tao không gì với mày đâu. Tao không về với mày. Dạ. Ồ. Lần trước ấy là tại sao vợ lại bỏ nhà đi 18 ngày? Tại vì lục chân nó quen mấy bạn tới tốt. Úi giời ơi. Em kêu nó ngừng. Nó nói nó không ngừng. Nó nói mày làm gì tao làm đi. Ồ. Bữa đó em chặn quá. Trời ơi. Rồi nó bỏ đi 18 ngày. Rồi. Vậy là vợ anh hay hát hò trên TikTok hả? Dạ, nó lên mạng chơi TikTok gì đó. Vợ anh có hát trên TikTok không? Anh có thấy hát không? Dạ có. Có hát hả? Vợ anh hát trên TikTok lâu chưa? Dạ cũng lâu rồi. Ôi giời ơi. Anh có chơi TikTok không? Dạ em chơi mà lướt chơi chơi thôi đúng không? Lướt chơi quay bài này bài kia hát chơi vậy đó. Mình lướt cho xem cho vui thôi đúng không? Dạ. Chứ mình không thực tế là mình không chơi trực tiếp đúng không? Dạ. Ồ. Anh và vợ là tối có ngủ chung không?
Dạ có, bình thường anh. Mình có thấy tình cảm dành vợ dành cho mình là từ trước giờ là khác thường không? Dạ cũng bình thường anh. Bình thường hả? Dạ. Cái thời gian ấy, trước cái thời điểm mà vợ bỏ nhà đi 18 ngày ấy, là lâu chưa? Cách đây cũng đâu 2023. Mới hả? 2023. Mới được 1 năm. Dạ. Ồ, vợ anh đi lúc mới giờ anh có tìm được là vợ đi đâu không? Ở đó em cũng ở Bình Dương, Tân Nguyên. Tân Nguyên, Bình Dương. Dạ, mẹ tại em ở Phú Yên. Lúc trước là anh tìm được vợ, vợ đang ở đâu? Dạ, lúc trước thì ở Tân Nguyên, Tân Phước Khánh. Tân Phước Khánh? Dạ. Vợ anh ở đó với ai? Vợ em chỉ ở có mình. Anh có thấy không? Dạ, có thấy. Nhà trọ? Dạ, có. Anh có thấy đôi dép hoặc quần áo của người đàn ông không? Dạ không. Ủa, anh có vô anh kiểm tra không? Dạ, có vô kiểm mà không có thấy ai có mình. Anh có hỏi những người hàng xóm, những người phòng trọ kế bên? Dạ. Là phòng này có người nào đàn ông tới không? Dạ. Có không? Có rồi. Đấy, là có đúng không? Dạ. Đấy, để có. Vậy là vợ anh về là có xin lỗi anh là vợ anh sai không? Dạ, cái đó, bữa đó nó cũng có xin lỗi. Ồ, có xin lỗi hả? Bỏ qua, nó nói từ đây về sau nó không chơi TikTok nữa. Ồ, vợ anh có xin lỗi và bỏ qua. Dạ. Và nó là hứa là từ nay không chơi TikTok nữa. Dạ. Nhưng mà về là vợ anh có chơi tiếp không? Chơi trong mạng, nó không có... Không hát nữa đúng không? Dạ. Anh có thấy vợ anh gọi điện hoặc nhắn tin cho ai đó bất thường không? Dạ không anh. Anh không thấy hay anh không để ý? Em cũng để ý mà nó không. Mình vẫn nghi ngờ để ý đúng không? Dạ. Tối là mình hai vợ chồng nằm, ai ngủ trước? Hai vợ chồng cái vụ ngủ là ngủ chung. Hai vợ chồng đều nhắm mắt ngủ cùng một lúc luôn? Dạ. Buông điện thoại là ngủ cùng luôn? Dạ. Ồ. Mình nhưng mà vợ như vậy là sai, nhưng mà anh có sai gì với vợ không? Em cũng có lỗi sai, mà đúng. Sai vợ ổng là đi là em nó đi đâu? Em nó nghỉ trong công ty. Ồ. Em mới ép nó qua nữa đây, làm ở đâu cũng không được. Vậy đó. Là vợ bảo thế hả? Dạ. Nhưng vợ anh nói như vậy là đúng hay sai? Dạ em nói đúng mà em cũng có lỗi sai. Đấy bây giờ anh đi đâu kiếm được 13 triệu, 14 triệu một tháng? Dạ. Đi chưa? Kiếm chỗ mới chưa? Dạ, hiện tại là em chưa có đi làm. Đó, trước mắt là mình thiệt hại, đúng không? Dạ. Bây giờ một ngày là 400-500 ngàn, phải không? Dạ. Anh nghỉ được mấy ngày rồi? Dạ, em nghỉ cách đây cũng gần 2 tháng rồi. Ôi giời ơi, gần đây đang mất 30 triệu rồi, thấy dạ. Chưa? Mà có mất vợ luôn. Mình tính như vậy là sai lầm chưa? Dạ, em thấy cũng có sai, em cũng thật. Bây giờ anh còn, anh còn thương vợ không? Dạ. Anh còn thương vợ không? Dạ còn. Thương nhiều không? Nhiều. Thương nhiều, nói chuyện với vợ đàng hoàng đi. Dạ. Tại em điện, giờ em không có bắt máy được anh. Ừ. Bây giờ mình nói chuyện đây nè. Vợ anh đang xem video này, đang xem cái cuộc trò chuyện này, xem anh có thành khẩn là nhận lỗi lầm sai của mình không? Bây giờ thật sự lầm ấy, anh có lỗi sai với em. Cho anh xin lỗi em, từ nay về sau em, anh không có phạm lỗi với em nữa. Cho anh xin lỗi em nhiều đi, anh sai rồi. Em từ nay về sau anh sẽ lo cho em. Anh hết làm sai lỗi với em rồi. Tội quá. Cho anh xin lỗi từ nay về sau anh lo cho em. Hối hận rồi đúng không? Dạ. Mất vợ đúng không? Dạ. Cho anh xin lỗi đi. Mất vợ là mất hết. Dạ. Cho anh xin lỗi đi. Anh về, từ đây về sau anh sẽ lo cho em hết cuộc đời. Mình hứa là mình sẽ thương vợ nhé. Dạy, thương em hết cuộc đời, từ đây về sau anh lo cho em. Trước là mình yêu vợ, mình tìm hiểu, quen vợ lâu không? Dạ, cũng quen lâu. Mấy năm? Dạ, cũng 2 năm mấy. Ôi giời ơi, quen quá lâu vậy mà vẫn chưa hiểu nhau hả? Dạ. Mình có quen người phụ nữ nào không? Bây giờ nè. Không. Chắc không. Dạ chắc chắn. Vậy là vợ anh không muốn bỏ trốn đi hết. Dạ. Là đem theo những cái gì? Không có đem theo gì hết trơn anh kì. Dạ lấy mà thẻ ATM chứ dây chứng minh. Ồ. Dạ thôi. Có đem tiền đi không? Dạ. Có đem tiền đi không? Không nghĩ.
Cái tiền thì trong cái bóp em rồi, dạ em bỏ đi, nào cái lấy đi luôn. Không thèm tiền luôn. Dạ. Trong bóp em nó còn, lúc đó còn cần 7 triệu. Mà giấy chứng minh dạ em thì bỏ trong cái bóp em, rồi trong túi quần em không giấu gì đâu, mà dạ em không thèm lấy luôn. Không thèm lấy luôn. Dạ, chỉ lấy giấy chứng minh. Không thèm tiền luôn. Dạ. Anh có nghi ngờ là hiện nay vợ anh giận anh là một phần. Dạ. Vì giận anh cho nên bây giờ vợ anh bỏ đi thế này, đã có người đàn ông khác đi theo không? Dạ em suy đoán là không có đâu. Suy đoán là không có luôn hả? Dạ. Em tại vì em tin tưởng không? Dạ tin tưởng. Sao lúc trước mình cũng tin tưởng mà lại không mà lại vợ vẫn đi. Dạ tại mà lần trước làm sao vợ đi? Dạ em tại vì dặn em cái em ép nó tại vì nó muốn động lực và làm công ty kiếm tiền về quê. Tại vì sao anh lại không chịu khó với vợ? Tại vì em có thằng lỗi sai đó, bây giờ anh xin lỗi em. Vợ anh đẹp gái thế này ngàn lại quá. Xin lỗi em xin về lỗi. Với anh đi. Vợ xinh gái trắng trẻo cười duyên dễ thương, anh mà sảnh ra một cái một thì ông khác ngủ hút ngay lập tức luôn. Nếu anh bây giờ lấy bỏ vợ này, anh có lấy được người vợ khác đẹp giống này không? Dạ em không có trong cái ngày đó nữa anh. Em không. Chỉ mong vợ và anh về không có trong ngóng nữa đúng không? Dạ. Mình vẫn tin tưởng người vợ này đúng không? Dạ. Thế từ hôm vợ anh đi đến giờ phút này là đúng mấy tháng rồi? Dạ gần 2 tháng rồi. Gần 2 tháng. Vợ anh có gọi điện nhắn tin về nhà cho anh không? Có gọi được có mấy lần đi mấy tháng rồi. Vợ anh gọi làm sao? Anh gọi bây giờ từ đây về sau em không về với anh rồi như là lúc trước nữa. Bây giờ thì ôi lần này đừng kiếm tôi nữa, tôi không có gì như là lúc trước nữa đâu. Không về giống lúc trước nữa. Dạ. Ôi giời ơi. Thế khổ thật. Thế là bây giờ anh có hy vọng không? Dạ em cũng hy vọng giờ em quay về với em. Lúc trước ấy là vợ anh nhắn tin nè, đừng có kiếm tôi nữa, khi dạ. nào tôi hết giận sẽ thấy. Đúng không? Dạ. Vợ anh nhắn tin là anh sống cho tốt đi, vì anh đối xử với vợ thực sự là một cách rất tệ bạc. Dạ. Giờ vợ anh đi là chỉ có xin đi cầm giấy tờ đi thôi, để tìm hạnh phúc mới. Dạ. Nè, vợ anh nhắn tin này. Dạ. Đúng chưa? Dạ đúng. Vợ anh nói là đang đi tìm hạnh phúc mới. Dạ. Thì anh nhắn lại cho vợ, cho anh biết em đang ở đâu. Tôi không còn tin tưởng vào ông nữa, đừng nói nhiều. Giờ không, nếu không cho tôi tự đi làm. Dạ, tôi đi làm. Anh này nhắn là em đã ở, đúng không? Dạ. Em đã ở là ở đâu? Không nói nhiều. Và anh tiếp tục không nói là không nói nhiều. Dạ. Nhưng mà vợ anh gọi cho anh sao anh không nghe máy? Dạ em đó em bỏ trong mà điện thoại trong cốp xe. Dạ em đi tìm vợ em. Và anh hiện nay á là gửi cho anh một cái trang TikTok. Dạ. Người ta nói một góc tâm sự của những người đàn ông và những người phụ nữ gửi cho anh luôn. Dạ. Một tính cho anh xem. Dạ. Mày đừng tìm tao nữa. Tao không về sống chung với mày đâu. Ôi giời ơi. Em có hai đứa con. Cái này là vợ anh không về thật rồi. Mất vợ rồi anh ơi. Cố gắng sống thật tốt nhé. Đầu tiên là hãng còn nói chuyện lịch sự này. Hãy cố gắng sống thật tốt nhé anh. Nếu anh không còn thương, hãy chia tay đi. Có nghĩa là anh liếu kéo đúng không? Em không thể quay lại như trước nữa. Nó đi làm đi. Trời ơi. Hết hy vọng rồi. Ôi giời, lại còn số mật khẩu gì đây? Mật khẩu gì đây? Cái này mật khẩu gì? Dạ mật khẩu cái số thẻ em nó tại em mà không có biết được cái số mật khẩu. Ôi giời ơi. Dạ em còn nghĩ tới em vậy nữa đó anh. Nói chuyện chỉ 0 giây và 16 giây là nhiều. 0 giây không à, có nghĩa là anh gọi vợ anh không nghe máy. Em ngủ ở chỗ máy, gần máy mình làm. Thế đó là lúc trước anh. Rồi bây giờ thế này. Cái câu chuyện ấy, em đọc được mấy câu trạng thái tin nhắn.
nó là cái quyền riêng tư của anh và vợ. Dạ. Nhưng muốn nói ở đây là những cái đúng và cái sai. Dạ. Có thể anh đã sai với vợ rất nhiều. Dạ. Anh sẽ nói những câu, những cái ngôn từ rất khó chịu với vợ. Dạ, đúng rồi. Vì vậy vợ mới quyết định bỏ nó ra đi. Dạ. Vợ anh tuyên bố thẳng là hiện nay đừng đi tìm nữa. Mà vợ anh đã sẽ đi tìm một hạnh phúc mới. Chưa biết là có hạnh phúc hay là không. Dạ. Nhưng trước mắt là phải đi tìm. Em không có muốn tìm nữa, em muốn gặp vợ. Bây giờ anh muốn gặp vợ anh lần cuối đúng không? Dạ. Để mình nói chuyện đúng không? Dạ. Anh xin lỗi vợ chưa? Dạ. Mình dạ. Từ trước đến giờ lúc này mình xin lỗi vợ bao nhiêu lần rồi? Dạ. Nhiều lần dạ. Chưa? Dạ. Lần này là... Lần thứ mấy? Lần thứ hai. Thứ hai hả? Dạ. Chắc chắn không? Dạ. Rồi bây giờ anh hứa vợ anh một lần nữa đi. Bây giờ anh xin lỗi với vợ, từ nay sắp tới anh không có làm lỗi sai với anh nữa. Chắc chắn không? Dạ chắc. Vì từ nay về sau anh đối xử với em rất tốt. Dạ. Anh nhận lại xin lỗi em về với anh đi. Giờ mất vợ và mất hết, mất tất cả dạ. Tiền bạc không quan trọng đâu anh. Dạ, đúng không? Tiền bạc là vô phi vì vậy. Đấy. Bây giờ em có bao nhiêu tiền cũng em không có xài cũng không có vui. Đó, đúng chưa, mất vợ rồi. Dạ, ngàn lại anh xin lỗi em bây giờ. Hôm nay anh về đây em đây mong muốn để nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương mình đang tìm kiếm vợ. Dạ, đúng. Anh có hy vọng là anh em hiệp sĩ Bình Dương sẽ tìm được vợ cho anh để gặp mặt nói chuyện không? Dạ, có. Hôm nay về đây có mệt mỏi lắm không? Dạ, em thấy cũng không có mệt gì mấy. Không mệt lắm hả? Dạ. Anh thấy mọi người ở đây đang chờ đợi đúng không? Dạ. Để hy vọng là các anh em sẽ tìm được. Dạ. Hy vọng anh. Anh đã thông báo với cha mẹ vợ hoặc anh xin lỗi cha mẹ vợ anh chưa? Dạ có rồi, vừa hôm em có qua nói chuyện với bà về vợ, bà về vợ nói gắng tìm vợ đi. Có vừa hôm em có về quê rồi, bà nói là kiếm vợ con về đây làm ăn đi. Lúc có thì không giữ, lúc mất rồi mới tìm, khổ không anh? Đúng không? Dạ. Anh năm nay là 42 tuổi rồi. Đó. Cái tuổi dạ, này là xế dạ, chiều. Em thấy cũng hơi là hối hận nhiều. Hối hận em chưa? Con. Các con anh có biết không? Dạ biết. Biết hết luôn hả? Con anh có buồn không? Dạ, nó cũng buồn anh. Chắc chắn là buồn. Dạ. Rồi dạ, em cảm ơn đến cuộc chia sẻ của anh. Dạ. Anh nhắc lại cho em cũng như cho các cô chú anh chị biết là vợ anh họ tên là gì, sinh năm mấy, quê quán ở đâu? À... Dạ em Thầy Hòn, quê quán Kiên Giang, Cầu Bao. Sinh năm mấy? Sinh 1968. À, 86. 86? Dạ, 1986. Tuổi Dần. Dạ. Anh thì tuổi Tuất. Dạ. Rồi cảm ơn anh. Chúc anh luôn luôn mạnh khỏe và may mắn. Dạ. Hy vọng là trong những ngày tới anh em chúng mình sẽ tìm được vợ cho anh nhé. Dạ, em cảm ơn. Dạ kính thưa cô chú chị, nếu ai biết được thông tin chính thức em gái đang sinh sống ở đâu thì báo tin giúp anh em đội hiệp sĩ quân đội Nghiêm theo số điện thoại 0913785858. Bởi đây là cái câu chuyện mâu thuẫn là gia đình nhà nào thì cũng có chuyện lớn và chuyện nhỏ, nhưng quan trọng cái cách ứng xử và xử lý của mỗi gia đình khác nhau. Hy vọng là các cô chú chị hãy giúp anh em hiệp sĩ Dương để anh em sớm tìm được thông tin chính thức em gái đang ở đâu. Yeah. Rồi hôm nay anh về đây nhờ anh em hiệp sĩ Dương ghi đăng tin tìm vợ. Yeah. Anh có đồng ý cho các anh em hiệp sĩ chia sẻ tất cả những thông tin của anh lên tất cả trang mạng xã hội không? Dạ yeah, được. Đồng ý không? Đồng ý. Cảm ơn anh. Cảm ơn. Chúc anh thường lộ bình an nhé. Dạ. Dạ cuối video cho phép công trần xin thay mặt các anh em hiệp sĩ Bình Dương. Dạ xin kết thúc cái cuộc trò chuyện ở đây. Dạ xin hẹn gặp lại cô chú chị bảo trong những video tiếp theo. Xin kính chào và hẹn gặp lại.